Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 5 vừa chính thức khép lại. Chiến thắng quan trọng nhất của điện ảnh Việt Nam nằm ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc do Phương Anh Đào trong Nhắm mắt thấy mùa hè. Đây cũng là giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Bên cạnh đó, Phương Anh Đào còn tiếp tục tỏa sáng trong Chàng vợ của em bên cạnh Thái Hòa. Bộ phim được bình chọn là tác phẩm điện ảnh Việt Nam được khán giả yêu thích nhất trong khuôn khổ HANIF năm nay.